Hôm nay Thạch sẽ kể cho mọi người một câu chuyện về pasta, món ăn trứ danh, quốc hồn quốc túy của nước Ý nha. Có một con số ước tính rằng một người Ý sẽ ăn hơn 60 pounds pasta mỗi năm, và Ý cũng là quê hương của món ăn này. Ngày nay, pasta có ở khắp nơi và có thể tìm được ở dạng khô hoặc dạng tươi tùy vào yêu cầu của món ăn hay thực khách. Thế nhưng, chỉ có Ý mới có đầy đủ các thể loại pasta, gần 400 loại theo thống kê, và con số thực tế thì có thể lớn hơn. Một minh chứng cho thấy sức sáng tạo không ngừng của các đầu bếp tài hoa của thủ phủ pasta. Tùy theo hình dạng của sợi mì mà chúng có tên gọi đi kèm cách chế biến cũng khác nhau. Pasta dạng sợi như là spaghetti, cappellini là loại mì ở dạng sợi dài, thường được ăn kèm với sốt cà chua, sốt kem hay dầu ô liu. Pasta dạng ống như macaroni, rigatoni, dạng ống hoặc lượng gân, bên trong rỗng, thường được ăn kèm với các loại sốt đặc, sệt. Pasta dạng nhân như fettuccine, ravioli, đa dạng hình dạng tam giác, tròn, vuông, vân vân. Pasta dạng bản lớn như lasagna. Pasta dạng đặc biệt như rota, farfalle, đa dạng về hình dạng và đặc trưng theo từng vùng miền, thường được dùng làm salad, súp hay ăn kèm với các loại sốt. Mọi người nghe thấy có thèm pasta không ạ? Ngoài ra thì ở Ý có một cái vùng chuyên nổi tiếng là nơi sản xuất pasta ngon nhất. Mọi người có biết là vùng nào không? Đó chính là vùng Emilia-Romagna. Ở đây, mì ống tươi thường được phục vụ với nước sốt kem hoặc nước sốt đơn giản gồm bơ và cây xô thơm, trong khi nước sốt cà chua thì sẽ được dành cho những đĩa pasta vào mùa hè. Theo quy tắc đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng là pasta sẽ sử dụng các nguồn nguyên liệu tươi ngon của địa phương, như là người Piedmont sẽ phục vụ mì ống, tức là pasta tươi với nước sốt bơ và phủ lên những lát nấm truffles đen, thật là bắt mắt mà lại cũng rất là ngon miệng. Nghe xong thấy thèm quá mọi người. Để Thạch làm vlog và để dành tiền để mai này qua bên Ý ăn một đĩa pasta hảo hạng, xem có nhiều lời đồn không nha. Mình sẽ giới thiệu qua một chút verdict của ngày hôm nay là mì ngô Napro. Mì ngô Việt Nam Napro là kết tinh của một ước mơ đem sợi mì sạch thuần tự nhiên vươn ra thế giới. Những sợi mì được làm từ những bắp ngô không biến đổi gen, được vun trồng tỉ mẩn tại Việt Nam. Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g mì ngô có chứa 0,25mg vitamin E, 187mg omega 6, 0,32mg chất xơ, 4,06g protein, các nguyên tố như natri, canxi và magie, rất đa dạng và phù hợp cho người ăn theo những chế độ như Eat Clean, Healthy Plate, bởi vì nó có chứa chỉ số đường thấp, hỗ trợ tăng chậm đường máu và giảm cảm giác thèm ăn vặt, bảo vệ tim mạch và tốt cho sức khỏe. Nghe xong bảng thành phần với cách sản xuất công phu của mì Napro này á, mà Thạch phải order liền 2 hộp mì về dùng luôn mọi người. Nhờ vậy mà mình mới có 2 hộp mì ngô và được tạo cảm hứng bởi cái món pasta sốt cà chua và bơ phô mai của Ý để mình làm cái món ăn đó là mì Ý sốt cà chua bò bằm cho vlog hôm nay đó. Theo trải nghiệm của Thạch khi mà mình nấu cái món mì ngô sốt cà chua này, mì ngô được cái là nấu khá nhanh và khá dễ. Mọi người chỉ cần luộc sợi mì tầm 5 đến 7 phút rồi vớt ra để ráo nước. Sau đó mình làm nước sốt cà chua bò bằm, đợi sốt sôi lên rồi bỏ sợi mì đã luộc vào, đợi sốt thấm đều những sợi mì, thêm xíu tiêu với ngò gai vào nữa là mình có đĩa pasta sối dách luôn. Rồi rồi, giờ mời mọi người cùng chờ đợi thành quả vào bếp của Thạch nha.
Phần sau của vlog này chính là những chia sẻ về phương pháp và bí kíp theo đuổi chủ nghĩa sống tối giản, phương pháp Con Mary, những bài học đúc kết từ nữ tác giả Maria Kondo với cái phương pháp là dọn dẹp nhà cửa khoa học rất nổi tiếng trên toàn cầu. Bất kỳ là thứ gì trong ngôi nhà của chúng ta cũng đều sẽ mang lại cho mình một cơ hội học hỏi. Vì vậy, hãy học cách cảm ơn chúng, bởi vì chúng đã phục vụ, cải thiện và nâng cấp chất lượng cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Nếu như mỗi sáng bạn thức dậy với lòng biết ơn và niềm vui, hân hoan vì những món đồ bạn sở hữu trong ngôi nhà của mình, bạn sẽ có nhiều khả năng đưa ra được những lựa chọn và quyết định sáng suốt hơn trong ngày hôm đó. Một số người ngủ dậy và thấy rằng phòng ngủ, nhà bếp của họ rất là bề bộn, thiếu sức sống. Tự dưng họ cũng trở nên uể oải, buồn tẻ và bị kéo vào một trạng thái năng lượng thấp. Lý do chính là họ đã không dành thời gian, công sức để mà chăm sóc, vun trồng và thể hiện lòng biết ơn với ngôi nhà hoặc là căn bếp của họ. Marie Kondo nói, sự bừa bộn trong không gian sống cũng có thể gây ra căng thẳng về tinh thần và thể chất. Vì vậy, một không gian gọn gàng, sạch đẹp sẽ thực sự truyền cảm hứng để mọi người chúng ta sống một cuộc đời chu đáo và hạnh phúc hơn. Nữ tác giả có chia sẻ 4 mẹo để thực hiện lòng biết ơn với căn bếp hoặc là với ngôi nhà của mình. Mẹo số 1, mang thực vật vào không gian bếp. Cái này thì Thạch cũng đã có chia sẻ tên một số loại thực vật mình có thể mang trồng trong nhà bếp hay là trong nhà ở số vlog trước rồi, mọi người có thể tìm lại để xem ha. Marie Kondo nói, thực vật rất mạnh mẽ trong việc mời gọi năng lượng sảng khoái của thế giới tự nhiên bên ngoài vào gian bếp. Chính quá trình tìm hiểu, chăm bón, quan sát cái sự trưởng thành của cây cối sẽ mang lại cho chúng ta nguồn trí tuệ và niềm vui bất tận. Từ đó, chúng ta chào đón sự thảnh thơi, biết ơn và thịnh vượng vào ngôi nhà của mình. Mẹo số 2, mang mùi hương vào gian bếp. Marie nói, mùi hương có thể định hình cách chúng ta cảm nhận về ngôi nhà của mình, thúc đẩy các kích thích và kết nối trở nên sâu sắc hơn. Hương trầm, tinh dầu cam thảo, chanh xả hay bất kỳ một mùi hương dễ chịu nào cũng sẽ giúp khơi dậy niềm vui trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tất nhiên là lòng biết ơn sâu sắc bên trong ta. Mẹo số 3, mời gọi không khí trong lành vào nhà. Cái này thì quá rõ ràng, không khí sạch, trong là rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Bí quyết được nữ tác giả chia sẻ là bạn hãy mở cửa sổ và cửa chính ra vào ngôi nhà của mình hoặc là căn bếp trước khi bạn bắt đầu một ngày mới, để chào đón một cái nguồn năng lượng tinh sạch thuần khiết lùa vào trong ngôi nhà của mình vào đầu mỗi ngày. Nếu như bạn hoặc là gia đình của bạn ở thành thị, những cái nơi mà phải gặp những cái vấn đề như là ô nhiễm không khí, bạn có thể dùng máy lọc không khí thường xuyên cũng sẽ rất là hữu ích để mà tạo một cái không gian sống trong sạch, cũng như là mời gọi dậy những cái cảm giác dễ chịu và lòng biết ơn bên trong của mình đó. Mẹo số 4, trò chuyện với ngôi nhà của bạn. Marie Kondo chia sẻ rằng cái câu "Xin chào, tôi đã về tới rồi đây" là tất cả những gì bạn cần nói khi bước chân vào ngôi nhà của mình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hành động này dựa trên một cái nghi thức tương tự, đó là khi bạn bước vào các đền thờ thần đạo của người Nhật. Nói lời cảm ơn, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng với gian bếp hay ngôi nhà của bạn. Đối thoại với không gian sống của bạn thường xuyên hơn, đồng thời cũng hãy siêng năng dọn dẹp và thanh tẩy nguồn năng lượng bên trong tổ ấm của bạn nhé. Đây chính là 4 cách mà nữ tác giả Marie Kondo chia sẻ trên tạp chí Forbes của Mỹ. 4 cách này đã giúp cô ấy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chính ngôi nhà của mình. Các bạn cũng có thể thử áp dụng cùng Thạch từ hôm nay nha.